Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra chuyển viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, người mẫu, diễn viên quê ở Trà Vinh và Trần Xuân Đông, 37 tuổi, ngụ quận 7, về các tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tại cơ quan công an, người mẫu Ngọc Trinh và ông Đông Khai đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Người mẫu Ngọc Trinh hối hận, hành vi của tôi rất sai trái, lái xe không bằng lái, lái xe không đúng quy định của luật giao thông, biểu diễn xe với những tư thế nguy hiểm gây ảnh hưởng tới trật tự công cộng, gây tác hại xấu đến các bạn trẻ. Tôi hy vọng mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của luật giao thông và đừng bao giờ học tập bắt chước theo hành vi sai trái của tôi vừa qua. Nữ người mẫu cũng mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật về những sai phạm do sự thiếu hiểu biết của bản thân. Trước đó vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, PC01 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây dối trật tự công cộng, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đông về tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây dối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tăng vật liên quan của vụ án.